xa, mình chỉ cần nhau thôi. Em bên anh nồng nàn đôi môi, ngày dịu dàng chúng đôi. Vẫy tay mừng kìa em sao thẹn thùng, pháo vui nổ đùng đùng. Anh sẽ đưa em cùng về căn nhà xinh xinh, xin thăm hai đứa mình dìu nhau trong cuộc sống. Ta sẽ đưa nhau cùng vào cung trời mênh mông, say đắm trong giấc mộng đầm ấm nghĩa vợ chồng. Đám cưới mình bạn gần bạn xa đến, rất chân tình ai cũng chúc trăm năm. Nét trăng rằm cô dâu say áo cưới, chào bà con chàng rể dáng tươi cười. Đám cưới mình hôm nay em vui nhất, bao nhiêu ngày mong ước với ngóng trông. Bạn bè đông ta làm lễ tình hồng,
cùng anh duyên vợ chồng, chúng ta thuộc về nhau. Đám cưới mình đêm nay em xinh nhất, hai bên họ ba má cũng vui lắm. Vuốt chùm râu ông già vẫy tay mừng, kìa em sao thẹn thùng, pháo vui nổ đùng đùng. Anh sẽ đưa em cùng về căn nhà xinh xinh, xin thăm hai đứa mình, dìu nhau trong cuộc sống. Ta sẽ đưa nhau cùng vào khung trời mênh mông, say đắm trong giấc mộng đầm ấm nghĩa vợ chồng. Đám cưới mình bạn gần bạn xa đến, rất chân tình ai cũng chúc trăm năm. Nét trăng rằm cô dâu say áo cưới, chào bà con chàng rể dáng tươi cười. Nét trăng rằm cô dâu say áo cưới, chào bà con chàng rể dáng tươi cười. Nét trăng rằm cô dâu say áo cưới, chào bà con chàng rể dáng tươi cười.
chiều lên quá gió ngọt
cảm ơn tình cảm của các quý vị thật nhiều. Hơi lặng, đúng không? Để cho cái cuộc vui được hài hòa, xin mời các quý vị vẫn tiếp tục ẩm thực, uống rượu chung nhau và dành cho nhau. Yeah.
con tàu quay qua đèo Hoàng Vân mây bay đường núi nhớ khi xưa qua đèo qua suối mang lòng anh mơ Yeah.
Oh,
hướng đông gió về Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tới quý vị bài hát Áo Mới Cà Mau ạ. Mai mốt Cà Mau em lắm, tuy u mà
đẹp hơn. Cả bầu mặc thêm áo mới, trẻ có bao là thấy thương em rồi. Gió xuân bay về Cà Mau qua đầm say, nước sông lững lờ bóng tràn thỏa chiều hồi chưa phôi mà hoa đôi.
biết rằng với hôn trường cưới ngày hôm nay rất tốt trải ngoài ra những chương trình chúng tôi ngày hôm nay. Và sau đây ban tổ chức tôi xin được trân trọng kính mời cô dâu Hồng Ngọc và chú rể anh Tuấn sẽ hiện diện tại sân khấu trường gia đình để ra mắt tất cả quý vị ngày hôm nay. Và xin quý vị dành một tràng pháo tay kéo dài đón chào cô dâu và chú rể. Alo. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị anh chị cùng bạn thân mến, như ban tổ chức tôi cũng đã nói rằng là hai bạn hạnh phúc nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị các bạn thân mến, có nhà thơ viết là thế này ạ: ngày cưới thì tràn ngập bên nơi, mà con bên họ bồn bề bắt tay, mừng con mừng cháu hôm nay, cô dâu má đỏ để trai đẹp lòng, thuận theo lý lẽ của trời, hai con hai bạn điều ấy tuyệt vời làm sao. Làm trai thì mong lời nước vợ hiền, làm gái thì mong lấy được anh chàng vành trai. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, để có được hạnh phúc và niềm vui như hôm nay, chàng trai chú rể chúng ta, anh đi khắp thành phố Hòa Bình, anh đi thân gái ở tận chợ tình Chapa nhưng chẳng gặp được ai. Bỗng hôm tình cờ, anh đi chơi qua ủy ban xã Yên Thượng, tình cờ bắt gặp cô dâu Hồng Ngọc tới nay. Đúng là chàng về thứ khúc trong treo, cho nước chảy trong bèo bờ chơi. Vâng, kính thưa quý vị, một lứa xin mời quý trong một tràng lên để chúc mừng phúc cho người trẻ đấy. Và bây giờ nói đến thành công hạnh phúc nhất, chỉ cho phép của chính quyền đảng ủy ban nhân dân xã Yên Thượng, được sự tác hợp của bố mẹ họ, được sự nhất trí cao tác hợp của các bạn nam thanh niên, đồng thời nữa bằng tình yêu chân thành của đoàn trẻ hai bạn đã tiến đến hôn nhân hạnh phúc trăm năm trong buổi tối ngày hôm nay. Và thay lời cho ban tổ chức xin được long trọng tuyên bố đêm ca đầu hạnh phúc cho cô dâu Hồng Ngọc sẵn nhiên cùng chú Anh Tuấn chính thức được bắt đầu. Và kính thưa quý vị các bạn thân mến, và nói rằng với những vừa làm cha làm mẹ, như làm tổ chức trong buổi tối ngày hôm nay, đã xây dựng cho đôi bạn trẻ thành dâu hiền dễ thảo trong buổi tối ngày hôm nay, không thể thiếu những lời phát biểu vàng ngọc để tới từ đại diện phía đoàn gia đình chúng ta ngày hôm nay. Và sau đây xin mời quý vị sẽ đến với một lời cảm ơn chân thành nhất từ đại diện gia đình nhà cô dâu sẽ lên khấu gia đình để phát biểu cảm ơn tới quý vị ngày hôm nay. Xin quý vị cho một tràng pháo tay lớn ạ. Và xin mời. Kính thưa toàn thể quý vị, các cô ông, cô bà, các anh chị em Nam Thanh Nữ Tú, gia đình chúng tôi rất là phấn khởi qua sự tìm hiểu của hai cháu và được sự đồng ý và vun đắp của hai bên gia đình, thì hôm nay hai gia đình đã tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Và có rất là nhiều cái tình cảm, trách nhiệm của tất cả mọi người có mặt ở đây để tổ chức cho các con, các cháu trong cái buổi lễ thành hôn ngày hôm nay được thành công. Thay mặt cho gia đình, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả các ông, các bà, các anh, các chị, các anh em nam thanh nữ tú trong ban tổ chức và anh em phục vụ cho hội hôn ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn ạ. Trai dáng đi khoan thai, giọng nói thì ấm áp hơn đài truyền hình Cao Phong. Và đứng bên cạnh tôi là con dâu Hồng Ngọc, là một cô bé trẻ khỏe mạnh, dịu hiền và duyên dáng. Đúng là mọi ngày đẹp như hoa, hôm nay đẹp tựa thiên nga dáng trần, môi son má phấn dáng đi thong thả bóc đổ mây bay, thầm môi chung sống mới may, thương nhau thương khắp đêm dài như nhung. Và hôm nay anh đứng bên nàng rạng như ngàn kinh hiển, như ngàn thước tiên. Đúng là trai hùng gái thiền khuyên, khe mai khe hỏa đen tranh, khi đã treo bé tình anh với nàng, chưa đã treo bóng chút chàng thương nhau. Và người kính thưa quý và cảm thân thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay có lẽ rằng hạnh phúc nhất với cô dâu và chú rể được đón tiếp tất cả quý vị các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Và có lẽ rằng thái yếu của cô dâu ngày hôm nay chắc chắn rằng không thể phát biểu được trước sự có mặt của tất cả quý vị. Và ban tổ chức sẽ nhường mic cho chú rể để phát biểu cảm ơn tất cả quý vị, có được không ạ? Các bạn lớn ạ. Vâng ạ, xin nhường mic cho chú rể đây ạ. Vâng, xin mời ạ. Nào nữa thì cũng thứ nhất là xin thay mặt cho hội nhà trai và bên gái thì cảm thấy hạnh phúc với cô dâu Hồng Ngọc chưa ạ? Chính xác chưa ạ?
À, nếu chính xác xin mời hai bạn sẽ bước lên ba bước gần sân khấu và mép sân khấu này, xin mời đại. À vâng, kính thưa các bạn thân mến, người ta nói rằng là con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cục, leo ra leo vào. Con kiến mà leo phải cành nào? Leo phải cục, leo ra leo vào. Một con kiến thì leo phải cành si. Đối bước các bạn, cô dâu chú rể sẽ làm gì ngay bây giờ ạ? Thưa bạn thân ạ. À vâng, kính thưa quý vị các bạn thân mến, và nói rằng trong những dịp cưới ngày hôm nay, mặc dù thời tiết nóng đến 35 độ, nhưng các bạn không điều hóa được sự sướng, có đúng không? Của mình trước sự chứng kiến của toàn thể quý các bạn, đó là nụ hôn nồng cháy nhất các bạn dành cho nhau ngày hôm nay. Xin mời chú rể và cô dâu sẽ quay lại với nhau với một độ quay là 140 độ, xin mời đã. Chưa, vâng, chưa được tính đâu. Này chú rể ơi, sao máu thế ạ? Từ từ mà đi bình thường ạ, không ai tay mất của mình ạ. Xin mời các bạn sẽ có quay máy quay vâng ạ, Nokia và iPhone 5. Xin mời các bạn hãy ghi lại giây phút hạnh phúc nhất với cô dâu và chú rể hôm nay. Và xin mời chú rể và dâu sẽ hôn lên nụ hôn này nè. Từ từ thôi ạ. Vâng, có lẽ rằng hạnh phúc của bạn dành cho các bạn đẹp, xin mời đã. Phải nói rằng tình yêu rất là nồng nhiệt và nồng thắm với cô dâu và chú rể chúng ta ngày hôm nay. Có lẽ rằng hôm nay rất là thắng cười, thì trời say duyên mới là say số. Đấy là khác với mọi ngày hôm khác, thì để góp vui với chúc hạnh phúc cho hai em của cháu. Và ở chỗ đây là còn hơn rất nhiều thì để
Sao lại Thái Bảo xin gửi cái quý vị khán giả và để mừng hạnh phúc cho hai em, Thái Bảo xin hát bài Đừng Trách Em Tội Nghiệp. Thăm thoáng lối đổ xưa.
vang tiếng khen đàn trai xuống chờ khen gặp ai mà sao vui thế, tiếng đàn mối em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay xa ta.
xin phép cũng có hồi tiền nhà đi bạn thư nhất ý hồi tiền nhà đi à với quyết hơn cơ quan cũng thiết các bạn cũng là chúng ta đảm bảo về tù nhân và khi hào tên nhà đi chúng ta cùng thống nhất và danh một quý cố thưa là trước bây giờ thành phố thưa là tốt đẹp trọn vẹn anh cũng được một cái nhưng cho điều kiện thời tiết và quy định của công tác hôm nay tốt đẹp nhất của hàng gia đình thì ông là sự quan tâm lời vui của gia cải tôi thay mặt ông Mạc thì với cái tôi chia vui thứ nhất cái là giao lưu chứng giám có hào tiền thiếu nhớ mặt bắt tiền còn dù con cháu và các thế hệ của chúng ta mà thêm có đông viên còn cái của mình long tìm tướng đưa hàng tiền của cái các phòng mình của cái hiểu phấn đấu là kinh tế cũng đẹp và thì các tôi cần thành là có với các chị vui thì anh nào sư còn cần còn tiếp của gia cải rất là chủ đạo rất là miễn thách thì qua cái thời gian thì giàu như thầm gái thì chỉ dơ cái con thẩm đê quan tùm quảng cao đó mà thấp tùm 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 cổ thì lừa giao rất tâm thẩm thì ông bắt nói hết thì chỉ cần tay cảm ơn con người đã đưa chúc hạnh phúc con cái trong năm hạnh phúc trọn vẹn như ý và chúc cuối giàu lưu thành công tốt đẹp xin chân tay cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe
mong đường về bên đà chờ đợi sâu. Vâng ạ, con sông thì phải cầu đến bến đò. Vâng ạ, ngày cưới ngày hôm nay phải có dặn dò đôi câu. Và sau đây ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vị đại biểu đại diện cao cấp nhất của phía đoàn bên gia đình nhà trai sẽ có đôi lời thưa truyền cùng phía đoàn bên gia đình nhà trai. Cảm ơn và cũng kính thưa cái buổi cùng hôm nay xin phép để chuẩn bị đến cái giờ lành giờ tốt thì chúng tôi cũng xin phép họ mạc để đón cô dâu về ra mắt với chúng tôi, nhưng mà tranh thủ cái thời gian còn 15 phút nữa, cho nên là cho phép tôi có thể hiện này để góp vui một bài hát cuối cùng nữa cho nó sảng khoái tí vì rất là phấn khởi. Thì lúc nãy có một đôi song ca không biết nó phải anh thơ trọng cuốn hay không. Và cũng như bác toàn thể họ hàng hôm nay đã có lời xin dâu của họ nhà ta để xin thay mặt cho họ một cái tôi xin đồng ý cho họ nhà ta là đón dâu, xin chúc các cô dâu để hạnh phúc, xin chân thành cảm ơn. Vâng, đúng là ngày vui pháo nổ vang trời. Mẹ tặng hai đứa một lời vàng son, rằng dâu hiền dễ thảo nghe con, có công cha mẹ sớm vô tối kề, chút quà nhỏ tấm lòng son. Mẹ tặng là để nuôi con sau này, nhớ xin trả gái một trai, vui rời con lớn thật tài mẹ vui. Một lần nữa xin quý vị hãy nổ tràng lớn này là chúc cho đại diện phía này. Và xin kính nổ một tràng lớn chào người bác của cô dâu ạ. Vâng, xin mời. Thì xin trân trọng kính mời đoàn nhà gái hôm nay cũng về động viên con cái và giao lưu tình cảm với gia đình nhà trai. Xin kính mời. Đôi lửa chung nhịp cầu đưa em qua bên
cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai, nhẫn cưới, dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên đường quê. Cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sáng pháo rơi đầy đường. Quê tôi trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên giàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai, nhẫn cưới, dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Và xin mời anh chị ra phía trước ạ.
Vâng, đôi mà mạnh phúc và nhịp cổ non thì thêm vững bước cổ non và trăm năm hòa thuận đúng là buồn vật phố Đăng Mế, đồ hoa an hạt bền. Chưa tìm hiểu cổ dầu không mọc chú dế Thành Tuấn đi làm một thằng nước ăn cái thối cái len nên mày ăn chưa đồng ý có hạt bền thả mặt đồ hoa an bên đồ của nhà Đinh thì chúng tôi đã xin chân thành cảm ơn cái tình cảm đón tiếp nông nghiệp của họ Nhật Lai sức khỏe toàn thể dân phố này xin chân thành cảm ơn kính thưa bạn cái trước và kính thưa công các ba đại diện cho hà nội nhà trẻ nhà gái khi vô hà gia đình thì nhà thì có con trai nhà thì có con gái thì cùng thuê nhà bằng các vùng các anh các chị và các cháu thay mặt cho hội nhà trai thì ta đưa cụ dâu về tư thảo mặt với nhà trẻ chúng tôi sẽ có một cái bắt tay để cái tình thông gia gắn bó cờ sơn bền chặt mãi mãi từ đây. Vâng, cảm ơn hai ông rất là nhiều và chúc ông sao sức khỏe hạnh phúc và gặp nhiều điều sung sướng trong cuộc sống. Anh Tuấn và đứng cạnh chú rể anh Tuấn không ai khác đó là cô dâu Hồng Ngọc ngày hôm nay. Vâng, chú rể của chúng ta cùng lê ca vát thì rải ra sắc màu, cô dâu của chúng ta thì hoa búi trên đầu và toàn thân mang bộ váy màu trắng tinh và đôi mắt thì lúng liếng đưa tình, và đúng bên chú rể thì chung tình đẹp đôi mà thường ngày gối trên côi, tối nay hai anh chị sẽ các đôi nằm cùng mà vợ chồng thì tình nghĩa thủy chung ngày đêm sớm tối quây quần mẹ cha và chung tay xây dựng thì là ngày đêm sớm tối là tình yêu. Và xin hỏi đến tất cả quý vị, và xin hỏi quý vị trên khấu gia đình cha tôi còn thấy thiếu một điều gì không ạ? Buổi lễ thành hôn và cô dâu và chú rể của chúng ta phải hôn nhau mới thành. Mà quý vị, vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều, như vậy quý vị đồng ý đúng không ạ? Và trước khi hôn nhau trân trọng được kính với cô dâu khoảng 20 phân nữa. Và xin mời chàng rể sẽ nắm tay cô dâu ạ. Vâng, chú rể nắm một tay thôi, sao cuốn quá vậy. Và tay kia thì ôm eo cô dâu ạ. Vâng, vâng, trước khi hôn nhau thì cơ thể chúng ta phải thả lỏng. Vâng, mắt nhắm bờ không được cắn chặt môi. Và quan trọng hơn nữa, mồm không được khóa như mực nồi để tránh trường hợp lưỡi rơi vào cổ họng ạ. Và sau đây Thanh Tùng sẽ đếm từ 1 đến 3 để cho chú rể sang hôn cô dâu ạ. Và bây giờ quý vị cùng đếm lên Thanh Tùng ạ, được không ạ? 1, 2, 3 và xin mời. Bài này mang tựa đề bài hát Chiều Xuân, xin quý vị cùng thưởng thức và lắng nghe ạ. Thank you.
thương.